Và quay trở về một điểm tin chính trong ngày là phần tin thế giới và Á Châu. Xin mời Kiều Trâm đến với quý vị bản tin chi tiết đầu tiên. Thưa quý vị, bản tin chi tiết thế giới cho biết Chile đã nâng lệnh cảnh báo núi lửa lên một tầm cao mới. Lệnh cảnh báo núi lửa đã được nâng lên một tầm cao mới sau khi mà hỏa diệm sơn Chilean của Chile đã bất ngờ phun trào nham thạch và khói bụi lên không trung. Ngoài ra, thì giới chức trách còn ghi nhận một vài đợt rung lắc dữ dội trong khu vực gần miệng núi lửa vào Chủ nhật ngày 8 tháng 4. Chilean là một trong số những hỏa diệm sơn hoạt động mạnh mẽ tại Chile và lệnh cảnh báo vàng đã được ban hành kể từ năm 2015. Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, thì cơ quan giải quyết tình trạng khẩn cấp Chile đã nâng lệnh cảnh báo lên mức báo động cam sau khi có hơn 800 vụ nổ khác nhau xảy ra tại hỏa diệm sơn Chilean. Nhiều binh sĩ và cảnh sát đã sẵn sàng tới di tản thường dân nếu cần thiết. Mặc dù tọa lạc tại nơi ít người sinh sống, nhưng hỏa diệm sơn Chilean từ lâu đã là địa danh thu hút nhiều du khách tới thăm. Nơi này nằm cách thủ đô Santiago khoảng 550 km. Lần cuối cùng mà núi lửa Chilean phun trào là vào năm 1973, nhưng không có bất kỳ một ai bị thương vong. Thưa quý vị, biểu tình phản đối chuyến viếng thăm Pháp Quốc của Thái tử Saudi Arabia tại Yemen. Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia đã vừa đặt chân tới thủ đô Paris của Pháp Quốc vào ngày Chủ nhật 8 tháng 4, trong bối cảnh đây là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du sang khu vực Âu Châu của nhà lãnh đạo Riyadh, 3 tuần lễ sau khi ông thực hiện chuyến viếng thăm tới Hoa Kỳ. Mục đích của chuyến công du lần này là nhằm để kêu gọi giới đầu tư quốc tế tiếp tục ủng hộ cho Saudi Arabia và quay lưng lại với Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian đã đích thân ra tiếp đón Thái tử. Ngoài chức vụ Thái tử, ông Mohammed bin Salman còn đảm nhận vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời cai quản luôn cả các chính sách về kinh tế và năng lượng của quốc gia dầu hỏa lớn nhất thế giới Saudi Arabia. Trong vài ngày sắp tới, Thái tử Saudi sẽ lên đường sang Tây Ban Nha. Hiện tại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang phải đối mặt với áp lực từ phía giới phân lập Pháp liên quan tới thỏa thuận mua bán vũ khí giữa Paris và Liên quân Saudi đang tham chiến ở Yemen. Phe nổi dậy Jaish al-Islam sẽ được rời khỏi Duma nếu như đồng ý phóng thích các tù nhân chính trị. Đài truyền hình quốc gia Syria dẫn lời một nguồn tin chính thức cho biết phe nổi dậy Jaish al-Islam vốn đang kiểm soát thị trấn Duma đã đạt được thỏa thuận mới với quân chính phủ. Và theo đó thì nhóm này sẽ phóng thích tất cả các tù nhân chính trị để đổi lấy việc rời khỏi thị trấn Duma ở mạn đông tỉnh Ghouta. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ sắp tới, các chiến binh thuộc phe nổi dậy Jaish al-Islam sẽ được rời khỏi Duma để lên đường sang thành phố phương Bắc Jarablus, vốn tọa lạc gần đường biên giới giáp ranh với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong suốt thời gian qua, phe nổi dậy đã tống giam hơn 3.500 tù nhân chính trị và con tin bên trong các trại giam ở Duma. Hãng thông tấn RIA của Nga cho biết rằng phe Jaish al-Islam sẽ rời khỏi Duma theo hai nhóm, trong bối cảnh mà quân đội Damascus đang kiểm soát hầu hết mạn đông tỉnh Ghouta nhờ vào sự hậu thuẫn không ngừng nghỉ của các đồng minh thân thiết. Chiến dịch tấn công nhằm để tái chiếm tỉnh Ghouta được xem là một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong suốt 7 năm vừa qua tại Syria, sau khi cướp đi sinh mạng của hơn 1.600 thường dân vô tội, theo thống kê của Đài quan sát nhân quyền. Thưa quý vị, một binh sĩ bị thiệt mạng trong vụ bố ráp tại tỉnh Qatif của Saudi Arabia. Truyền thông quốc tế loan báo, có một binh sĩ người bản xứ đã bị thiệt mạng và một vài người khác bị trọng thương khi giới chức trách tới bố ráp nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố tại thị trấn Al-Aqamiya thuộc tỉnh Qatif của Saudi vào ngày Chủ nhật 8 tháng 4. Bộ Nội vụ Saudi Arabia vào cùng ngày đã lên án vụ tấn công đẫm máu nhắm mục tiêu vào các nhân viên công lực, đồng thời gọi đây là tội ác của các phần tử thánh chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Shiite. Khu vực dầu hỏa Qatif từ lâu đã bị chính quyền Riyadh xem là nơi ẩn náu của các chiến binh khủng bố. Tình trạng xung đột tôn giáo rất thường hay xảy ra tại Saudi do nơi đây tập trung hầu hết những người thuộc dòng Hồi giáo Sunni sinh sống, trong khi cộng đồng người Shiite chỉ chiếm một phần nhỏ tại quốc gia Ả Rập nêu trên. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết Nhật Bản và Cambodia ký kết thỏa thuận vay mượn nợ lên đến 90 triệu Mỹ Kim. Giới chức trách Nhật Bản đã vừa ký kết thỏa thuận vay mượn nợ lên đến 90 triệu Mỹ Kim với giới lãnh đạo Cambodia vào Chủ nhật ngày 8 tháng 4, bất chấp những quan ngại từ phía cộng đồng quốc tế về hành động đàn áp những nhà bất đồng chính kiến của Thủ tướng Hun Sen trước thêm cuộc tổng tuyển cử sắp sửa diễn ra tại quốc gia Đông Nam Á nêu trên vào tháng 7 sắp tới đây. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono đã cùng người đồng nhiệm Cambodia là Prak Sokhun ký kết vào bản thỏa thuận. Số tiền này sẽ được dùng để thực hiện những dự án thúc đẩy kinh tế và phát triển điện năng tại Cambodia.
Trong cuộc họp cùng Thủ tướng Hun Sen ở thủ đô Phnom Penh, giới lãnh đạo Nhật Bản cho biết quốc gia của họ sẽ giúp Cambodia trở thành một đất nước phát triển và giàu có từ nay cho đến năm 2030. Trước khi quay trở về cố quốc, Ngoại trưởng Nhật Bản đã được tháp tùng tới thăm ngôi đền Wat Onalum, nơi đang thờ phụng những người từng bị thiệt mạng trong thời đệ nhị thế chiến. Thưa quý vị, Myanmar chưa sẵn sàng tiếp nhận sự trở về của những người Hồi giáo Rohingya. Một giới chức cấp cao tại Liên Hiệp Quốc cho biết Myanmar vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với sự trở về của những người tị nạn Rohingya vốn đang tạm trú tại quốc gia láng giềng Bangladesh, trong bối cảnh chính quyền Naypyidaw đang bị cộng đồng quốc tế cáo buộc tiến hành một cuộc thanh lọc sắc tộc nhắm mục tiêu vào cộng đồng thiểu số theo đạo Hồi tại tiểu bang miền Bắc Rakhine. Phát biểu nêu trên đã được phụ tá của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chuyên đảm trách các vấn đề về nhân đạo Ursula Muller đưa ra sau khi thực hiện chuyến công du 6 ngày tới Myanmar. Sự ra đi của cộng đồng Hồi giáo Rohingya, chính phủ Myanmar đã ra lệnh san bằng hàng trăm ngôi làng tại tiểu bang Rakhine, khiến họ lâm vào nguy cơ không có nhà ở khi trở về cố quốc. Liên Hiệp Quốc cho biết gần 700.000 người Hồi giáo Rohingya đã phải bỏ chạy khỏi Myanmar sau các cuộc tấn công của quân đội vào ngày 25 tháng 8 năm 2017. Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu, sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.